Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày 26 tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, sang tới ngày hôm nay, đới gió đông vẫn còn đang hoạt động mạnh, vì thế mà ở Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình tiếp tục có mưa vừa mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 90 mm. Những nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Do mưa lớn liên tiếp nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Hòa Bình, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Nguy cơ ngập úng ở những vùng trũng thấp, các khu đô thị. Đến trưa chiều nay thì dự báo miền Bắc giảm mưa, trời hưởng nắng nhẹ, nhiệt độ ngày tăng lên ngưỡng từ 29 cho tới 32 độ, trời mát mẻ. Trong khi đó tại miền Trung thì gió đông cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến khu vực Bắc Trung Bộ. Dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cũng đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn cũng khiến cho mực nước trên các sông từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh tiếp tục lên. Đỉnh lũ trên các siêu sông ở thượng lưu từ Hà Tĩnh là ở mức báo động 1 đến báo động 2, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An ở mức báo động 1 và hạ lưu ở các sông Thanh Hóa, Hà Tĩnh còn dưới mức báo động 1. Do có mưa nên nhiệt độ ngày hôm nay ở khu vực này vẫn thấp, chỉ trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Còn tại khu vực các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho đến Bình Thuận rất nằm ngoài vùng tác động của đới gió đông ẩm, vì thế mà trong hôm nay trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ 31 cho tới 33 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn là hình thế chính chi phối thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, vì thế hai khu vực này vẫn có những cơn mưa rông về chiều và tối. Người dân lưu ý là khu vực phía tây của tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp có khả năng xuất hiện mưa rông mạnh. Còn ban ngày thì trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 28 đến 30 độ và từ 31 đến 32 độ là mức nhiệt tại khu vực Nam Bộ. Trên biển sau bão số 6 thì dự báo những ngày còn lại của tháng 9, biển Đông không xuất hiện thêm xoáy cận nhiệt đới nào nữa. Còn theo như mô hình dự báo của Trung tâm Khí tượng Hoa Kỳ GFS, trong những ngày đầu tháng 10, trên vùng biển Philippines sẽ hình thành một vùng áp thấp mới. Đến 12 giờ ngày 4 tháng 10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 136,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon 1.500 km. Áp thấp này sau đó có xu hướng mạnh lên thành bão và tiến sát Biển Đông trong ngày 8 tới ngày 10 tháng 10. Không loại trừ khả năng sẽ trở thành cơn bão số 7 của nước ta. Mô hình của Mỹ thường có độ chính xác cao, nhưng do thời gian dự báo còn khá xa nên vẫn cần thêm thời gian để khẳng định chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quyết định đưa tin cảnh báo sống. Vì vậy, dự báo sắp tới, những đợt mưa lớn có khả năng dồn dập tràn về khi có sự tương tác giữa hai hình thế là áp thấp nhiệt đới và gió mùa đông bắc từ phương bắc di chuyển xuống. Người dân ở những vùng lũ cần hết sức đề phòng.